có mình làm món gốc hoa. Ở đây có cái món gừng, có sát kén, tạng là cái sát kén chấm gà. Không có giấm gừng, cái mùi nó đặc trưng của cái mùi sát kén á. Biết ăn thì nó rất là ngon, còn không biết ăn á thì cái mùi nó hơi hăng hăng một chút. Sát kén thì ở trên quê người ta giao xuống. Chứ ở đây cũng khó mua. Đồng Nai. Trên quê Đồng Nai đem xuống. Nước leo ngọt béo, da gà giòn sật, ăn kèm củ sá kén xay thơm phức, mì gà trở nên khác biệt với mì cảo, mì thập cẩm trong những món nước của người Hoa bởi sự kết hợp độc đáo vị thanh mát của nước hầm gà cùng hương cay nồng, ấm nóng từ củ sá kén. Có hương thơm gần giống với riềng và vị cay của gừng, sá kén là loại gia vị quen thuộc, thường được kết hợp với các món gà thanh mát hay khâu nhục của người Hoa. Hồi xưa là bán cháo trước. Tại thời đó là chưa có sát kén á, bắt cháo gà, bắt đầu mới chuyển qua bán hủ tiếu gà sát kén. Gà mái tàu, cái này là tự nhiên nha, không có nhuộm nha. Mỗi ngày là mình bán nhiêu là mình sáng sớm bán. Gà nóng mà, da nó cũng vàng mà cái mỡ nó cũng vàng luôn. Còn bình thường nếu mà cái gà loại kia thì nó không có vàng. Gà dùng cho món mì phải là gà mái tàu thả vườn, còn tơ nên thịt mềm, da giòn sần sật khi nấu chín. Gà có màu vàng ươm tự nhiên, tiết ra vị ngọt và nhiều nước béo khi hầm chín. Gà thường sẽ được chặt thay là vị xé, vì khi ăn vừa có thịt, da, xương sẽ rất ít ngán. Khách muốn ăn xé phải dặn trước với tiệm. Nước leo béo ngậy, thơm mùi mỡ gà do gà thả vườn, còn tơ nên không bị ngấy. Đùi, gà lưng, gà ức với lại đùi cánh vậy đó. Tùy khách ăn. Có khách thì ăn mì gà xé vậy đó. Có khách thì ăn một cái mì cánh, đùi mình chặt riêng ra mà bán thì tầm 6 giờ là có bán. 6 rưỡi. 6 giờ thì hơi chưa hoàn thành như mấy. 6 rưỡi là xong. Ăn này cũng 5-6 lần rồi ha. 5-6 lần rồi, từ ngày giữa ăn 5-6 lần rồi, thấy nó cảm giác cũng ngon. Thực ra nó ăn rất là, nó không có mềm như loại gà bên nước ngoài, nó là gà giống như gà ta vậy đó, ăn rất là ngon. Ăn hoài à? Dạ. Ở gần đây mà, ngon chứ, chủ yếu là sa kén.